liên quan đến Covid ở Trung Quốc, xuất hiện video hiếm thấy về các cuộc biểu tình ở Tây Tạng. Đã xuất hiện video cho thấy những gì dường như là các cuộc biểu tình quy mô lớn hiếm hoi chống lại các biện pháp nghiêm ngặt chống Covid-19 ở Lhasa, thủ phủ vùng Tây Tạng. Hàng loạt video trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người biểu tình và đụng độ với cảnh sát. Hầu hết những người này được cho là công nhân nhập cư gốc Hán. Thành phố Lhasa đã bị phong tỏa trong gần 3 tháng vì phải đối mặt với một làn sóng nhiễm COVID-19 tây tạng là một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở trung quốc trong một đoạn video một người đàn ông nói tại hiện trường họ đã bị nhốt quá lâu và một video khác cho thấy mọi người xuống phố với chú thích là chúng tôi chỉ muốn về nhà video đã bị xóa trên mạng xã hội trung quốc nhưng được đăng lại trên twitter các nguồn tin tây tạng nói rằng những người biểu tình cảnh báo họ sẽ phóng hỏa nếu các hạn chế không được dỡ bỏ Cư dân Lhasa nói rằng họ đã bị nhốt trong gần 80 ngày và nói thêm rằng mọi người được phép đi quanh quẩn bên trong khuôn viên, trong nhà và giờ một ngày, nhưng không thể ra ngoài. Các bài đăng trên mạng xã hội cho biết họ đã không có thu nhập trong 3 tháng. Lhasa đã bị phong tỏa từ cuối tháng 8. Các nhóm nhân quyền đã tuyên bố rằng một số người Tây Tạng đã tự vẫn kể từ khi lệnh này được thực thi. Chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã cứu được nhiều mạng người, nhưng cũng chính là việc gây ra thiệt hại đáng kể cho người dân và nền kinh tế Trung Quốc. Với sự mệt mỏi ngày càng gia tăng của công chúng vì các lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại, cuộc biểu tình hôm thứ tư được cho là cuộc biểu tình lớn nhất mà thành phố từng chứng kiến kể từ cuộc nổi dậy năm 2008, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Lực lượng an ninh Trung Quốc bị cáo buộc đánh đập dã man và dùng vũ lực gây chết người đối với những người biểu tình vào thời điểm đó. Sau sự việc này, Tây Tạng là nơi cấm người nước ngoài tới và hàng chục ngàn binh lính Trung Quốc đã được điều đến khu vực này. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ Iran đang lan rộng, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm tấn công vào đền thờ Hồi giáo Shacharat ở miền nam Iran. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Một kẻ khủng bố mang theo vũ khí đã thực hiện vụ tấn công trong buổi cầu nguyện tối thứ tư Nhà lãnh đạo tối cao của Iran tuyên bố sẽ trả đũa những kẻ đe dọa an ninh đất nước sau vụ thảm sát. Cho đến nay thì có ít nhất 252 người biểu tình đã thiệt mạng và hơn 13.800 người bị bắt trong tình trạng bất ổn ở Iran, trong đó có 36 trẻ vị thành niên. Những ngày gần đây, hoạt động phá hoại các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng dường như đang trở thành một trào lưu đối với các nhà hoạt động xã hội khi trong hôm thứ năm một nhà hoạt động khí hậu đã dán đầu của anh ta vào tấm kính bảo vệ bức tranh thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai tại một bảo tàng ở The Hague. Người đi cùng anh ta đã dán tay vào bức tường bên cạnh tác phẩm và ném một chất lỏng không xác định. Đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai người đàn ông này đang đứng gần bức tranh được trưng bày tại bảo tàng Maurice Suisse. Cả hai đều mặc áo phông có dòng chữ Just Stop Oil, một nhóm hoạt động môi trường ở Vương quốc Anh. Cảnh sát đã bắt giữ hai kẻ phá hoại mới nhất, phá hoại tác phẩm của bậc thầy người Hà Lan Johan Vermeer. Bảo tàng cho biết bức tranh không bị hư hại do nó đã được che chắn bằng kính. Hồi đầu tháng này, các nhà hoạt động của nhóm Just Stop Oil cũng đã ném súp cà chua lên bức tranh Hoa hướng dương của danh họa Vincent van Gogh tại phòng trưng bày quốc gia ở London và vào ngày 23 tháng 10 thì hai nhà hoạt động khí hậu thuộc tổ chức Last Generation đã ném khoai tây nghiền lên một bức tranh có giá trị 111 triệu đô la Mỹ của họa sĩ người Pháp Claude Monet tại một bảo tàng ở thành phố Potsdam, nước Đức.